Những người thức khuya có nguy cơ tử vong sớm cao hơn những người sinh hoạt khoa học điều độ. Đây là kết quả một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh và Mỹ. Để đưa ra kết luận trên, các chuyên gia đã theo dõi nhịp sống của hơn 430.000 tình nguyện viên từ 38 cho đến 73 tuổi trong suốt 6 năm rưỡi. Họ phát hiện nguy cơ tử vong sớm của người sống về đêm cao hơn 10% so với người sống về sáng. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do những người thức khuya, dậy trễ, có đồng hồ sinh học bị lệch pha với môi trường bên ngoài. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người thức khuya có nguy cơ cao mắc các bệnh như rối loạn thần kinh, rối loạn tiêu hóa, tim mạch hay tiểu đường.